Chinsu cây gấp đôi mới. Bạn món ngon buông vị. Với chương trình Chọn Ai Đây. Cảm ơn đã vỗ tay nồng nhiệt cho chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hiệu tương ớt Chinsu Vạn Món Ngon Bồn Vị đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta cũng giới thiệu tới quý vị những gương mặt quen thuộc sẽ đến với chúng ta ở các chung cư cao cấp hơi ồn ào này một tí. Ồn ào không phải là vì người ta ghét nhau, nhưng mà bởi vì mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị nên nhiều lúc nó hơi ồn nhưng vẫn vui. Xin giới thiệu đầu tiên là một bé gái xinh xắn, Buka. Vô đi ạ, vô đi ạ, mời vô. Dạ, mệt mệt. Thưa quý vị, một bé gái cũng xinh không kém. Thật là ngượng miệng quá. Nhưng nhỏ em gái Cả Như. Nữ ca sĩ trong trẻo hơn nước suối trên đỉnh núi, đó chính là Ari Won. Thưa quý vị, xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lâm. Hey, hey, hey. Mạnh mẽ, phong trần, Hoàng Phi. Gọn gàng, nhẹ nhàng, Kim Râu. Gọn gàng. Doanh nhân thành đạt, Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, cao nhất trong mọi buổi tối của chúng tôi, Võ Hoàng Yến. Trời ơi. Một sự khác biệt mà chúng ta tạm gọi là cá biệt đến từ ST Sơn Thành. Đi về ạ. Về đi ạ, về đi, về đi, yeah. Về đi. Ủa, yeah. 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 Không được ạ, không được. Chưa lãnh lương. Đúng rồi, với đầu tư quá rồi. Mai mốt em có bật gì từ khúc dưới này là em có thoải mái trên đây, đừng có băng. Nhưng băng lại là cái não nó không hoạt động được. Cái não nó bị siết lại. Thôi bây giờ chơi trò chơi đi hả? Dạ. Ủa? Ủa? Đủ đội này. Đủ đội rồi. Đủ đội rồi. Đủ đội rồi. Đủ đội chia đội rồi. Em sẽ là một vị thần đứng ở giữa, không sao. Vị thần, vị thần. Vô tới kìa. Taxi vô rồi mình đi ra. Thôi ra để đây, đừng có kỳ thị em đó mà. Nghe quan tử thương thương đi ra. Chơi trò chơi mà đây ai cũng biết. Bắn, bắn. Bắn, đúng bắn, đúng, 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 đùng là hai người cái bên á. Người bắn là cứ bình tĩnh thôi. Ví dụ như đùng 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 đó đùng á. Đó là mình tập thôi, giờ mình không chơi đùng á, mình chơi đùng ú. Đùng ú. Ú ú đùng ú. Bây giờ mình không ú luôn, mình đùng ý. Đùng đùng. Em chưa làm gì hết. Em chưa. Kỳ thiệt lớn, nghệ sĩ gì đâu. Chơi không có thắng vậy nè. Đông. Đông.
ý chứ áo nè. Ý hả? Ý hả? Em không nghe kìa. Ý rồi vậy? Okay. Ý. Ý. Đừng xem giờ. Đông. Ý. Đó. Đông. Ý. Ý. Em ý là. Ý. 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 Đúng rồi, em ý. Em mới ế. Đông. Ý. 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 Thôi nghỉ đi. Thôi nghỉ. Thôi cho em lên lầu đi. Lên lầu. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị đến với chương trình trong một tâm thế vui cười thoải mái. Và hai nhân vật đầu tiên đó chính là Thủy Tiên và Hồ Thanh Phong. Wow. 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 Gái tài gái giả lướt quá nè. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón hai nhân vật rất là dễ thương, mời bạn nữ giới thiệu trước nào. Em xin chào các anh chị ạ. Yeah. Và xin chào các quý vị khán giả ạ. Xin chào anh Trường Giang ạ. Em đây là Thủy Tiên ạ. Và hiện tại thì em đang là hoa khôi của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Và bên cạnh đó thì em cũng đang là một startup liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật thủ công Việt Nam ạ. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn ạ. Startup thủ công là cái gì em? Dạ, em đang làm một lĩnh làm những cái sản phẩm liên quan lĩnh vực mỹ thuật thủ công, ví dụ như là khăn lụa, rồi là trang sức nữ trang, rồi những đồ decor trong gia đình, rồi là những quà tặng. Dạ, thì chúc cho công việc của em ngày càng phát triển. Dạ, nha em. Cảm ơn ạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu nào. Em xin chào anh Trường Giang, em chào tất cả các anh chị, em chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Thanh Phong, hiện tại em đang là một vận động viên kiện tướng taekwondo quốc tế. Wow. Tính tới điểm hiện tại thì em có 18 năm tập luyện taekwondo và hơn 70 huy chương trong nước và cả thế giới. Hoành tráng nhất là huy chương gì? Có thể nói là dành cho em ấn tượng nhất đó là huy chương vàng giải vô địch châu Á năm 2018. Và đồng thời huy chương đó giúp em được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Wow. Bây giờ em đang là bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi. 26. Em là hạng cân của em là bao nhiêu? Dạ thì lúc trước thì em thi đấu đối kháng, nhưng mà sau này thì em chuyển vào biểu diễn quyền. Dạ, biểu diễn ra được. Đây, biểu diễn quyền. Biểu diễn nè. Hey. Hey. Wow. Thổi, thổi. Đồ quyền đã đẹp nha. Đã đẹp nha. Đẹp. Trời ơi, taekwondo mà. Đẹp. Em thấy vỏ Đồng Nai chưa? Dạ chưa. Đứng kế bên trai tiếng ớt, muốn vỏ nào? Nếu phần biểu diễn vừa rồi có gì không vui, mong em bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ tâm sự với bạn nữ này. Thì chắc chắn Phong thế nào cũng nhường cho bạn nữ trước đúng không? Dạ. Thì Tiên thân mến, là hiện tại đang sống tại Hà Nội luôn. Dạ. Rồi năm nay mình được bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Dạ, năm nay em được 20 nồi bánh chưng ạ. 20 nồi bánh chưng rồi. Vâng ạ. Là mình năm 2 hả? À? Dạ vâng ạ. Thực ra thì tại vì là có một thời gian là em điều trị bệnh, cho nên là em tạm thời bảo lưu, cho nên hiện tại em vẫn đang học năm 2 ạ. Thì bệnh mất thời gian nhiều không? Em trị bệnh mất tầm hơn 1 năm ạ. Em điều trị ung thư ạ. Trước đây thì đầu em chọc lóc luôn á, một năm trước, nhưng hiện tại thì trộm vía một rồi ạ. Mọi thứ đều ổn, vỗ tay và đúng hy vọng em. Đúng. Tại vì chúng ta thấy một cô gái mạnh mẽ xinh xắn như thế này mà bị cancer mà chúng ta biết rồi, tâm lý phải vững vàng chứ nếu không là thưa quý vị là mọi thứ nó khủng khiếp lắm. Và nếu mà cần chia sẻ về điều đó em cứ mạnh dạn chia sẻ với anh, bởi vì anh cũng có người thân chị ruột của anh bị, là cả nhà anh nói thiệt với em là u tối, mà lúc đó không có tiền, nhà nghèo lắm cơ. Lúc đó là cách đây khoảng 7-8 mình làm gì có tiền. Thì lúc đó là bắt đầu là suy sụp. Mà anh thì lúc đó anh nói là trời không có tiền, đã không có tiền thì còn suy sụp cho chết. Thì lúc đó mọi người nắm tay nhau lại và vượt qua hết tất cả mọi thứ. Và bây giờ chị anh là rất là ok luôn. Không biết. Wow. Rất là ok luôn. Thì anh nói với em là không có gì bằng tâm lý cả. Dạ. Nở nụ cười như em đã từng nở hồi nãy tới giờ là chắc chắn mọi thứ sẽ vượt qua hết. Dạ em cảm ơn ạ. Chỉ khó khăn cho em duy nhất là hôm nay không vượt qua được mấy tay này thôi. Không sao đâu, chị sẽ giúp em. Giúp em. Dạ. Ủa gì chứ không giúp em hả? Giúp em. Yeah. Giúp em. Quan trọng là nghệ sĩ biết câu đó thì mới giúp được, chứ còn không biết thì cũng trả lời theo cách của họ thôi. Dạ. Đúng không? Bây giờ em sẽ chọn ai?
Dạ. Chọn anh đi. Anh nè. Chị. Anh ngồi đây chị chị vô nè. Chị đi. Anh đi giúp mẹ. Vô đây nè. Trung tâm chọn anh. Em chọn anh Lê Dương. Chọn anh chọn thiệt anh chọn. Phụ em đi. Vòng thứ nhất xin được phép bắt đầu. Ủa cái lầu này là chọn 1 được 3 hả? Bảo lắm. Em riêng cái lầu này em chọn 1 em được 3. Đúng rồi. Ủa hàng khuyến mãi gì vậy? Tụ lại cho miếng ấm xíu. Bắt ra miếng lạnh. Đây, câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Trong hôn lễ của người dân Ghana ở châu Phi, cô dâu và chú rể sẽ cùng cầm một cây chổi lên lễ đường để làm gì? Để làm gì Lê Dương Bảo Lâm? Để quét màn hình. Tại sao nói câu đó mà nhìn Khả Như? Hỗ trợ mày. Cái gì? Nói nhìn lên trên nó nhìn lên trời. Thì đúng rồi, cái phong tục ở đó là nếu mà một người mà lâu quá mà vợ chồng mà không ai để ý tới nhau. Cho nên khi mà cưới là cầm cái cây chổi lên lễ đường để cùng quét màn nhện cho nhau. Thì quét từ đầu tới đuôi, quét từ đuôi tới chân đó. Nhưng mà cái đó là chỉ giỡn thôi. Ủa? Chứ thật ra nữa. Chứ thật ra đó là quét sạch cái lễ đường để làm đám cưới cho đẹp. Không, thật sự á thì theo Mèo nghĩ nha, là cầm cây chổi lên để cho cái người mà chủ hôn đó đánh hai vợ chồng mỗi người một cây. Để cái đó là cái sự may mắn. Đúng rồi. Cây chổi là tượng trưng như gì? Thường là phù thủy mới ngầu là cây chổi thôi. Ủa mà cái tóm lại là câu trả lời nào vậy ạ? Từ là bây giờ mới nói à. Không khí đang ấm dần lên ạ. Đang đợi ạ. Đó chính là giúp cho cô dâu và chú rể may mắn hơn. Ví dụ như ở mình mà cái cây kia một năm tháng năm á, mà cái cây mà không có trái lâu năm á, thì mấy cô cầm cái chổi ra quýnh vô cái cây. À. Mày có trái không? Mày có trái không? Quá wow, buổi sau nở tè lè tè lè. Có trái liền. Thì cái này nó cũng giống như bên kia luôn, là đánh cho may mắn. Câu trả lời cuối cùng là cầu may mắn. Phần hỗ trợ đến đây đã xong rồi. Dạ. Em tin với anh chị luôn. Tin. Trời ơi, em trò gì cũng tin nữa hả? Thủy Tiên lựa chọn là tin Lê Dương Bảo Lâm là một sự lựa chọn. Không biết sao. Trời ơi. Em nhìn thấy tin chị cơ. Lý luận như vậy mà nghe cũng được. Em phải thủ đoạn lên đừng có trong trắng như thế. Cái về gì? Sớm đấy. Thôi em muốn ở lại đây chơi đôi. Thật ra là cô dâu chú rể ở bên Ghana, người ta mang cái chổi đó theo để ta quét đường đi. Này có ý nghĩa là xua đuổi những xui xẻo của tà ma. Quét tượng trưng thôi chứ phải con đường 8 cây số là quét 8 cây số. Tại không kịp giờ tới làm lễ, xong rồi đẻ xuống, nhảy qua nhảy lại. À, rồi tiếp tục lên lễ đường. Vậy nãy em nói quét rồi anh nói không tin em. Với việc trả lời không chính xác, một dấu o thuộc về Hồ Thanh Phong. Không chơi mà được. Hay. Bây giờ là lượt của Phong. Chọn chị hay Khả Như đi, em được 3 luôn. Đúng, em chọn 1 được 3. Không được, chọn Khả Như cũng được ạ. Sẽ chọn anh ST. Wow. Chúc mừng em được nha. Chọn rồi, con được chọn rồi ba má ơi. Chúc mừng. Tỷ phú người Nhật Bản Yusuke Miyazawa đã vừa phát động một cuộc tìm kiếm 8 người cùng ông để làm việc gì? Ông tỷ phú này là ổng làm về nghề may mặc và ổng có một cái trang online về thời trang. Cho nên là hồi xưa cái lúc mà ông chưa giàu là ông ngồi đếm cườm, ông kết cườm đó. Thì ông đếm kiểu như vậy nè, ông quen cái tay. Cho nên là sau này mà ông giàu lên thì ông không có gì ngoài thời gian. Ông rảnh mà ông là, bây giờ ông là sếp rồi, ông đâu có kết cườm nữa. Cho nên là lúc ông đổi tiền chẵn ra, ông đổi thành tiền xu. Để mà ông ngồi ông đếm và ông tuyển 8 người để đếm được hết số tiền xu mà ông có. Wow. Dạ, tức là rảnh quá ha. Là người giàu quá rồi mình không đoán được họ sẽ làm gì đâu. Thiệt á. Có tin, em có tin vào những gì anh nói nãy giờ không? Dạ thực trước là để mà một cái người mà mình tin hay không tin là cái lập luận người ta có logic hay không. Vậy thì bây giờ anh cho em một cái lập luận logic hơn. Trời ơi. Logic hơn nữa. Tại vì đếm đồng xu thì nó sẽ mất thời gian quá mà. Nếu mà người giàu mà người ta làm gì thì nó quá rảnh đi. Thì ông này ổng tuyển 8 người. Giống như là thí dụ anh giàu quá nè, anh sẽ tuyển 8 người, là nguyên một cái chung cư này à, 8 người, có đủ 8 người này để
du hành vũ trụ. Ồ, vậy thôi. Em thấy cái này là tình... nó vô lý hơn là cái đầu. Cái đầu. Không, cái này nói thiệt đó, là du hành vũ trụ có nghĩa là ổng có quá nhiều tiền, bây giờ ổng không biết làm gì. Ổng đã tuyển 8 người ở trên thế giới để mà cùng đi du hành vũ trụ chuyến đầu tiên với ổng. Một người massage, một người nấu ăn, một người làm bếp hay gì đó phải không? Really? Gật đầu luôn. Rồi, tin đi không ạ? Có thể, nhưng mà 8 người đó là 8 nhà khoa học thì sao? Đúng rồi, không tin có được. Có thể. Khó đoán nhất là cái ông này chứ không phải mấy người giàu. 5. Khó đoán nhất nè. 4. 3. Dạ em không tin nè. Không tin. Không tin. Nhẫn quá, nhẫn quá, nhìn thẳng mà em không tin. Không tin. Chân thật là một sự lựa chọn. Không chính xác. Wow. Tỷ phú người Nhật Bản Yusaku Maezawa vừa phát động một cuộc tìm kiếm 8 người cùng tham gia với tư cách là hành khách cá nhân trong chuyến bay thương mại vòng quanh mặt trăng đầu tiên trên tàu vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Dự kiến chuyến bay sẽ diễn ra vào năm 2023. Wow, vừa luôn. Một dấu ít đã thuộc về cô gái xinh đẹp. Để đi du hành vũ trụ. Thủy Tiên. Thủy Tiên đã có chuyến đầu tiên. Bây giờ hãy lựa chọn vị trí. Dạ, em xin lựa chọn chị Harry Won ạ. Harry Won. Ai chà. Vào mùa sinh sản, vòng 3 của khỉ đầu chó cái. Cái này hơi bị mắc mái à, hơi bị mái rồi ạ. À. Khỉ cái đầu chó đi anh. Sẽ thay đổi như thế nào để thu hút con đực? Nó sẽ đỏ lên. Ủa sao không, biết chó? Khỉ đâu chó là đít đít đỏ nha. Cái gì mặt mày đỏ như đít khỉ vậy? Đúng không? Nhưng mà không phải con khỉ nào cũng đỏ cái đó. Cái đó là khỉ đít đỏ. Đó là khỉ đít đỏ. Khỉ đít đỏ. Con nghe. Đúng rồi. Con rất khó nghe. Đó là con khỉ đít đỏ thôi. Không, đúng là cái đít 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 nó màu đỏ. Đít nó màu đỏ. Đít đó gì? Đít khỉ chó. Khỉ ốc chó màu đỏ. Cái gì? Nói lại nè. Khỉ đít khỉ ốc chó màu đỏ. Ốc chó. Đầu chó. Đầu chó. Đít khỉ chó. Thì đít khỉ đầu chó màu cái, đỏ. Cái. Và cái nó, cái đít nó đã đỏ rồi. Em cái này em nghe nhiều lắm á. Bây giờ em nghĩ là cái đỏ đó làm cho đỏ hơn. Đỏ hơn. Đó là lựa chọn của Harry Won. Tin hay không ạ? À? Dạ, em tin ạ. Tin. Trời ơi trời. Bé này. Bé. Chết rồi. Bé dễ thương vậy trời. Ngây ngô quá, chắc giữ lại chơi vòng sau luôn quá. Thủy Tiên tin hay đi quên? Là một sự lựa chọn. Chính xác. Mông của khỉ đầu chó có rất nhiều mạch máu, bởi vậy khi khỉ cái cảm thấy nóng trong người, cặp mông ấy sẽ càng đỏ, khiến nó nổi bật hơn và thu hút con đực. Rồi cảm ơn Lê Dương Bảo Long. Một dấu ít thuộc về Thủy Tiên tại vị trí 21. Dòng đời đưa đẩy, chúng ta phải chọn một người chúng ta không muốn chọn, đúng không? Không còn khách nào khác thì em sẽ chọn anh Vinh Râu. Không còn khách nào khác. Câu hỏi dành cho Vinh Râu. Ở quốc gia Cộng hòa Togo, Châu Phi, khi ly hôn, các cặp vợ chồng sẽ trao cho đối phương thứ gì của mình? Em biết à. Ủa sao biết? Không chỉ có những chỗ này mà chỗ khác nữa à. Chỗ khác người ta sẽ trao chữ ký à. Ký vô cái bản ly hôn à. Hợp lý. Ký đó thì ai cũng giống. Nhưng mà rồi. ở bên cái Cộng hòa Togo này á, tại thực ra thì theo mình biết á, là tại mình fan hâm mộ của Arsenal, mà khi mà cái đội bóng Arsenal của mình sở hữu một cái cầu thủ là người gốc Togo là Emmanuel Adebayor. Ôi, thì cái anh này hay dữ gì trời. Ủa sao mà có thức vậy? Adebayor. Bữa giờ mới nói câu nghe nể nha. Bữa nay bữa là cười vô mặt không? Đây cười vô chưa? Mặt không ha? Uy tín chưa? Uy tín. Đủ uy tín chưa? Nói cỡ này là có kiến thức rồi. Giờ bộ đồ á nên ăn nói ta nể nè. Cái anh này thì cũng có đám cưới và cũng đã từng ly hôn. Và khi ly hôn một cái tục ở Togo á, thì người ta thường rất là không muốn nhìn mặt nhau. Sau khi mà ly hôn rồi á, người ta trao nhau cái vé máy bay với lại cái visa để người còn lại á, một là một trong hai người trao nhau để mỗi hai quốc gia khác nhau đi ra hai nước quốc gia khác nhau để không có cơ hội nhìn mặt nhau một lần nữa. Trời ơi, đúng không vậy? Không nể
nữa, không, không nể, nể nữa. Hết nể rồi nha. Quá vô lý, quá vô lý. Tự nhiên cái một quốc gia mà nếu như tỷ lệ ly hôn càng cao quốc gia đó, tỷ lệ con người càng mất luôn. Tự nhiên hết quốc gia bỏ em. Đi hết, đi hết. Đó cũng là, đó cũng là một 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 cái để mà cái mà để cái người, gì cái gì cái gì cà lâm vậy cái gì mà cà lâm cái lý do để mà người ta suy nghĩ kỹ trước khi ly hôn. À đúng rồi. Xí thầy đồ ơi, hỏi cái vậy trước khi có máy bay là cái nước đó đưa giấy xe hả? Cái nước đó là mở cửa khẩu. À, mình ly hôn ở ngay tại cái không, cái đó nói nếu mà nói thiệt thì cái đó thì không biết. Nhưng mà sau này thì nó là vậy. Thậm chí là những người mà trước khi kết hôn người ta cũng phải suy nghĩ đến cái chuyện là có nên ly hôn hay không, để tránh cái chuyện mà mình phải đổi quốc tịch luôn. Ủa gì dữ vậy? Nhưng mà phải trải qua giai đoạn đó là ai chịu đi. Nhưng mà vấn đề đâu phải đi nước nào cũng được. Đúng vậy. Đúng rồi. Đâu phải đi qua nước người ta là người ta nhận. Nên đây là một câu trả lời quan đường. Thì tin hay không là nằm ở vị trí của Phong. Nhưng mà ở trên đời này có nhiều cái quan đường lắm em. Xin hỏi có tin hay không ạ? Đây là quyết định, quyết định đó nha, vị trí quyết định nha. Nhưng mà hồi nãy ST cũng vô lý nha, ST nhớ hồi nãy đúng rồi, 8 người cứ phải tin đó. Hay không là do mình thôi. 5, thì nó có lý. 4, 3, 2 không tin à? Không tin. Không tin. Đi chơi mà thiếu lòng tin quá. Ờ, bên kia tin quá trời luôn, bên này không tin giờ ai hết. Không tin ai hết á. Không tin là một sự lựa chọn giúp cho. Phong có thêm một dấu ô, xin chúc mừng. Yes. Thực ra là khi ly hôn á là phải đưa cho nửa phần tóc còn lại. Hả? Tại Togo, một cặp vợ chồng khi ly hôn phải tới xin phép chính quyền địa phương và đưa một nửa số tóc vừa cắt để trao cho đối phương. Tức là ai cũng phải cắt và đưa cho nhau. Đây là một phần không thể thiếu trước khi tiến hành các thủ tục còn lại. Bắt buộc xin chính quyền. Trước khi ly hôn xin chính quyền rồi, tôi đưa nửa tóc cho cô đưa nửa tóc cho tôi. Bây giờ là lượt của Thủy Tiên phải ngăn chặn. Em xin chọn anh Hoàng Phi ạ. Hoàng Phi. Dê núi Tha. Sống ở phía nam Ấn Độ, khi đến mùa sinh sản con dê cái thả thính con dê đực bằng cách nào? Thật ra ở cái vùng núi phía nam là núi đá rất nhiều, mấy con dê núi nó đứng ở cái núi cao, và khi tới mùa sinh sản thì dê cái sẽ đi lên cái phần núi cao hơn và phun nước miếng lên đầu, phun nước miếng lên đầu con dê đực. Phun nước miếng à? Em muốn lấy dê cái cảnh này ạ. À. Hay phạm ấy. Anh là dê cái, em là dê đực. Dê đực nè. Con dê cái sẽ dùng phần môi dưới của mình để tạo thành tiếng. Qua đây mèo, qua đây mèo. À, không, nó em diễn không bên không đây đi, em diễn bên đây cho nó dễ. Dạ, diễn bên này giùm em ạ. À. Sẽ phun nước bọt, phun nước bọt. Và thậm chí là tiểu lên lưng con dê đực để tạo cái kiểu là ê, tao ở đây nè, ê dê đực, lên đi dê tao nè. Ôi, ghê quá vậy. Hành động chính xác là gì? Thải lên người con dê đực. Thải cái gì? Thải chất thải. Chất thải, thải. Bất kỳ chất gì trong người nó không hấp thụ được, nó thải ra. Lên người con dê đực. Thải chất thải nước tiểu rồi đó hả? Dạ. Đúng rồi, nước bọt rất nhiều. Nghe dơ quá. Giống như hả? Kiểu con chó đánh dấu lãnh thổ hả? Dơ quá. Xin hỏi Thủy Tiên, tin hay không? Nãy giờ em toàn câu sinh sản với động vật thế khó. Em thải chất thải ạ. Tin ạ. Không tin. Tin không? Không tin. Tin không? Em không tin. Ba. Thế giới động vật kỳ thú lắm. Không tin. Hả? Em không. Không. Hai. Em tin anh Lê Dung Bảo Lâm ạ. Hả? Tin Lê Dung Bảo Lâm có nghĩa là không tin Hoàng Phi. Trời ơi. Không tin là một sự lựa chọn. Khi tới mùa sinh sản thì dê cái sẽ đi lên cái phần núi cao hơn và phun nước miếng lên đầu con dê đực, và thậm chí là tiểu lên lưng con dê đực để tạo cái kiểu là ê, tao ở đây nè, ê dê đực, lên đi dê tao nè. Trời ghê quá vậy. Nó rất kinh tởm. Em tin ạ. Không tin. Tin. Không tin. Tin không? Em không tin. Em tin anh Lê Dung Bảo Lâm ạ. Hả? Tin Lê Dung Bảo Lâm có nghĩa là không tin Hoàng Phi. Wow. Không tin là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời đất ơi, Lê Dung Bảo Lâm đã làm cái gì vậy? Sao
lại tin đi. Xin xuống xin lỗi cô bé. Lê Vũng Tàu lắm to gì đây? Long ơi chơi ác cái quá vùng vậy. Đó là con dê nó như vậy đó em. Hồi xưa đó, nhưng bây giờ người ta bắt đầu xây toilet lên chơi thì bắt đầu nó lịch sự hơn rồi, nó không còn. Không mà rất là tức ở đây là bé lúc đầu là bé tin rồi, nhưng mà Lê Vũng Tàu nó đã lại làm tin. Làm xin lỗi bé đây. Em hiền quá à. Lại thiệt á, cái câu này vô lý thiệt á. Câu này vô lý thiệt. Lần đầu em tin Lâm là đã sai rồi, mà em còn tin thêm một lần thứ hai nữa. Em chọn anh mà em tin Lâm. Bé dễ thương. Cơ hội đến với lại Hồ Thanh Phong. Nếu cậu ấy trả lời vị trí Hoàng Phi chính xác thì coi như là Lâm sẽ tiễn em một đoạn đường đi rất dài. Trời ơi. Con dê nó thật sự là nó tiểu lên ngượng dây đực. Động vật mà chúng ta đâu biết được, đâu phải của người mình coi đó là bất vệ sinh. Nhưng mà với động vật đó là một sự mơn trớn, là một cái sự đánh dấu chủ quyền, một cái sự mồi chài vì nó muốn come on baby. Vì nó muốn come on baby đó. Come on baby. Con dê mà come on baby. Thì đó. Bây giờ vị trí Hoàng Phi sẽ có một câu hỏi. Hồ Thanh Phong chiến thắng hay cuộc chơi còn tiếp tục? Anh Phi ơi giúp em nha. Từ từ anh đang còn buồn lắm, nhưng mà anh sẽ cố gắng. Theo khuyến cáo chuyên gia dinh dưỡng, bảy loại thực phẩm không nên đặt trong lò vi sóng gồm: trứng luộc, thịt chế biến, cà rốt, nước, thịt gà, cà chua và loại gia vị nào nữa? Thật ra tại vì cái lò vi sóng thì mọi người được khuyến cáo là không bỏ kim loại vô, đúng không? Cái đó là gì? Cái đó là đương nhiên chứ không phải là khuyến cáo. Còn cái này là câu hỏi về gia vị. Tương ớt chim su. Đúng rồi. Không được bỏ tương ớt chim su nguyên chai vào trong lò vi sóng. Không nguyên chai luôn, không được. Bình thường ăn đã ngon rồi, nếu như bỏ vô lò sóng thì nó sẽ ngon hơn. Ủa anh tương ớt mà. Thì nhiều người thích ăn nóng. Có. Không, em không chọn cái đó, em chọn chanh. Chanh, đúng rồi. Chanh đi. Chanh. Đúng. Em nghĩ chanh nó có axit á. Đúng. Nổ cái răng mặt nám liền. Hả? Chanh có axit. Chanh là anh có nghe rồi. Đáp án cuối cùng của Phi là chanh. Đó là Lâm nha. Ừ. Chanh, tôi tin anh Lâm. Tôi tin anh Lâm giống như em gái kia đã từng tin anh Lâm mà thua vậy đó. Chanh là lựa chọn cuối cùng. Không tin, không tin. Tào lao. Ủa, xin hỏi Hồ Thanh Phong tin hay là không? Sao mà tin được? Dạ, không tin. Không tin. Ủa anh Lâm, em nói với anh mà anh cũng... Nếu chính xác thì sẽ mang về chiến thắng. Nếu không chính xác thì Thủy Tiên có một dấu ít và sẽ kết thúc cuộc chơi ở vị trí Khải Như. Chanh là một sự lựa chọn với sự hỗ trợ rất nhiều từ Lê Dương Bảo Lâm. Từ đó tới giờ cậu ấy chưa đúng lần nào dành cho em, đều hại em sa ngã trong cuộc đời. Và đây tiếp tục là một lần sa ngã. Chanh. Chanh, đúng rồi. Chanh đi. Chanh. Đúng. Em nghĩ chanh nó có axit á. Đúng. Nổ cái da mặt nám liền. Tại vì chanh có axit mà. Chanh là anh có nghe rồi. Chanh. Chanh đi. Không tin, không tin. Tào lao. Ủa, xin hỏi Hồ Thanh Phong tin hay là không? Sao mà tin được? Dạ, không tin. Không tin. Không tin. Chanh là một sự lựa chọn. Không chính xác. Ôi trà. Chanh đúng. Đúng là chanh là đúng. Vậy là không được bỏ chanh là đúng rồi. Không chính xác ở Lê Dương Bảo Lâm. Ở Lê Dương Bảo Lâm. Hả? Còn nhưng chính xác ở... hoàn toàn chính xác. Yeah. Là chanh đúng hả? Đúng. Là chanh sai. Chanh sai. Chanh sai. Là chanh sai. Chanh là sai. Ai biết tương à? Tương cà. Gia vị. Gia vị thì hơi khó. Có một cái rất dễ. Tiêu. No. Ớt. Yes. Ớt. Vậy rồi bỏ tương ớt chim su vào. Đặc biệt là những loại cây chứa hàm lượng capsaicin cao và dễ cháy. Khi capsaicin tiếp xúc với sóng điện từ trong lò vi sóng, nó bắt đầu bốc khói và có thể dễ bị bắt lửa. Lửa và khói tỏa ra từ lò vi sóng có thể gây kích ứng da và cảm giác bỏng rát. À, yeah, hay quá. Yeah, ớt hả? Ớt. Thủy Tiên sẽ dừng lại với việc là chúng ta nhận thêm là 4 triệu đồng, nhưng mà đau đớn nhiều hơn vì tin lầm một người đàn ông. Đã có gia đình. À, xin lỗi em, Tiên à. Và chúng ta chúc mừng Hồ Thanh Phong bước vào vòng trong. Tạm biệt. Cảm ơn anh chị ạ. Trời ơi.
chúng ta đang trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Và ngay bây giờ là cặp đôi tiếp theo, Nguyễn Hải và Bảo Hân. Bây giờ, thưa quý vị, sẽ là sự giới thiệu từ Bảo Hân. Dạ, em tên là Bảo Hân và năm nay em 18 tuổi. Em đang học lớp 12 ạ. Em đến từ Khánh Hòa. Em 2K mấy cưng? Dạ, 2K3. 2K3. Ở Khánh Hòa, em ở vị trí nào? Dạ, em ở Cam Ranh. Cam Ranh. Bây giờ mời chàng trai nào? Em là anh tên Nguyễn Hải, quê em ở An Giang. Thì công việc hiện tại của em là chỉ là phụ giúp gia đình và buôn bán. Gia đình mình bán gì Hải? Dạ bán cà phê với lại đồ ăn sáng này kia thôi. Rồi, ai sẽ chơi trước đây ạ? Em xin nhường cho bạn nữ chơi trước ạ. Dễ thương. Quá trời, một điểm cộng dành cho em. Đúng dạ, rồi, chàng trai Bảo Hân chọn ai? Dạ, em xin phép chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Thưa quý vị, vòng chơi thứ hai xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Nằm trong sa mạc cách thành phố Dubai 37 km, hồ nước nhân tạo có diện tích 55.000 m2, nổi tiếng thế giới, có chữ gì? Dễ. Chữ gì? Cấm độ rác. Hả? Cấm độ rác. Ủa, Dubai nó biết tiếng Việt hả? Không, ý là cái chỗ đó là khách du lịch rất là nhiều. Họ ghi là cấm độ rác hay là cấm khoan cắt bê tông. Cái đó ở Việt Nam anh ơi. Là cái... bán đất nền ở không. Việt Nam luôn. Không được, không được. Không được. Mấy cái đó nó kỳ lắm. Welcome Dubai. Hoặc là hẹn gặp lại. See you again. Trời ơi. Welcome Dubai hay see you again. Em thấy sai hết hai từ ạ. Sai đúng không? Em thấy dạ. Nó hơi, mèo thấy nó hơi bị dài. Nó nè, bị bình thường cơ bản. Ngày xưa mà tuổi dưới quê của mình mà lên mấy cây xương rồng này nọ, mèo có ghi chữ gì nè? Ghi chữ mèo. Hay viết tên. Cái cây rồi đó. Ngày xưa em hay ghi gì? Cẩm thơ xinh đẹp. À, cái dịp của Bảo Lâm. Lớp Bảo Lâm lố lăng. Lo ve. Em biết là lo ve. Lớp. Lớp. Lo ve. Xin hỏi tên hay không ạ? 5. Em có nên tin anh hay không? 4. Không, 3. Hay tin anh, tin anh. 1. Tin ạ. Tin. Trời ơi. Rồi. Không rồi. Ây chà. Đúng là còn quá trẻ bé, nó còn ngô nghê quá. Bảo Hân tin Lê Dư Bảo Lâm. Một người đàn ông đã có gia đình và hai bé gái xinh xắn, chuyên lường gặp phụ nữ trong chương trình này. Lần này không lừa gạt, hoàn toàn chính xác. Hồ nhân tạo Lớp Lake ở Dubai có diện tích 55.000 m2, bao gồm hai hồ nước nhân tạo khổng lồ, thu hút sự chú ý với hình trái tim lồng vào nhau độc đáo, nhìn từ trên cao lồng vào nhau thành chữ Love. Một giây phút đầu tiên dành cho Bảo Hân, xin chúc mừng. Bây giờ là Nguyễn Hải, xin mời chọn vị trí đi ạ. Dạ em xin chọn anh Mạc Văn Khoa. Trời ơi, tới Mạc Văn đi em. Mạc Văn Khoa. Câu hỏi này nó dễ hay khó anh? Quá đơn giản. Nó thuộc vào phạm vi gì hả anh? Âm nhạc. Ôi trời ơi. Trời ơi, sao không hỏi em? Âm nhạc đó. Âm nhạc nó chảy trong máu anh từ nhỏ. Sao có luôn. Gì ca ở dưới okay, hỗ trợ Khoa nha. Để chị hỗ trợ em. Ngày xưa là anh thường thường là người ta tiêm vaccine uống ván hay là vaccine gì? Ngày xưa hồi bé anh tiêm vaccine âm nhạc mà. Tiêm vaccine âm nhạc mà. Hả? Cho nên là em cứ yên tâm mà anh. Là âm nhạc sẽ... Âm nhạc trong có lòng luôn. Bàn tay của anh. Trong MV Nàng Thơ, Hoàng Dũng và nữ chính đã làm gì trên đường ray xe lửa? Lần trước thì cầu thang, bu ca trả lời đúng cầu thang. Rất là rõ rồi. Xe lửa làm gì? Chùi xe lửa làm gì? Không nói đó. Đó, anh ta trả lời. Anh cũng vậy, trả lời luôn đi ạ. Em coi MV Nàng Thơ chưa? Dạ, con có xem qua rồi ạ. Qua rồi thì quá dễ rồi. Dạ. Nhưng mà anh với lại Hoàng Dũng thì chơi rất là thân. Dạ. Hoàng Dũng sinh ra trong một gia đình, một làng quê ở Thái Nguyên. Anh ấy sinh chúng ra tôi hỏi về MV ạ. Không, em ý ạ, em nói để cho bạn ấy biết lập luận, để cho bạn ấy tin tưởng vào câu trả lời của em. Giống như Adebayo của tôi. Mày vậy đó. Là kiểu có mối quan hệ nhau. Thôi hả? Không nói về Hoàng Dũng nữa nhá. Anh nói thẳng về MV cho em dễ nhá. Cái cảnh mà hai người này ấy ở trên đường dây, nếu em coi thì chắc chắn em sẽ biết rồi đúng không? Hai người này, chàng trai dùng má trái của mình
cô gái dùng má phải của mình áp. Áp má vào hai đường ray. Trời ơi, chơi khôn vậy. Trời ơi, sao mọi người không coi MV hả? Khúc đó cuối MV chưa? Tôi chưa coi nhưng mà tôi nghe tôi cảm thấy. Ê là có Tubi Continue không? Cái chỗ mà chạy hề hề hề. Em có coi lộn là vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm không? Trời ơi, mọi người ơi. Cái này nàng ngơ với nàng thơ. Bài nàng thơ mà MV nàng thơ. Không, cái này nàng ngơ gì rồi. Nàng thơ mà nghe xong đơ luôn á, đơ luôn. Và khi mà người ta áp tai vào đường dây để làm cái gì? Để nghe tiếng xe lửa chạy. Đúng rồi. Để nghe có xe lửa, xe lửa nó chạy tới chứ không lẽ áp tai vào đường dây để nghe phản máy bay. Phản Hồng, tôi phản đúng không? Tôi. Mà mục đích nghe làm gì? Thế sao chị đã áp tai vào nghe cái gì? Tôi không tin nó có cái chuyện mà áp tai vào đường ray xe lửa. Không. Đó là một chuyện phản của Hồng. Chị ơi, người ta quay người ta cũng phải lựa một cái đoạn nó đẹp chứ. Đoạn đó là có những ngọn cỏ non non á, nó trồi lên cái khuôn mặt của chàng trai đó áp trên cái đường ray nhìn nó đẹp lắm. Thật sự đó. Để nghe xe lửa chạy tới em. Bình thường là mình áp tai để mình nghe tiếng ngựa, vó ngựa, nhưng mà đây là áp tai để nghe xe lửa chạy tới. Rồi, tin anh đi. Tin hay không ạ? Dạ em không tin. Không. Trời ơi em ơi. Đó, vậy thôi. Anh không đủ sự thật thà hay sao? Em cứ nghe mọi người như vậy là chết em rồi. Lựa chọn không tin mà Văn Khoa là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Vì trong MV có cảnh đó thật. Như vậy một dấu ít nữa thuộc về Bảo Hân. Buồn thật chứ mình. Xác mình lôi tất cả ruột gan mình ra. Mình tâm sự mà người ta không tin mình. Chưa thấy qua nó thật lòng vậy luôn á. Trời ơi, cái đường dây đấy mà. Nhưng mà bạn ấy cũng đúng vì nghĩ là đó là nó sai phạm. Bạn ấy không tin. Đúng rồi, không hợp lý. Nghe cũng thấy sợ thì chứ bộ. Cơ hội tự mình quyết định số phận. Dạ, em xin phép chọn chị Harry Won. Harry Won. Nghiên cứu của Đại học bang Colorado thì phụ nữ Mỹ không thích quen đàn ông nuôi con gì? Colorado hay à? Mỹ hả? Em nghĩ là nuôi con nuôi con gái. Nuôi con gái. Bồ nhí này nọ đó. Đúng em rồi. Nghĩ là ghét mấy cái đó chứ. Dạ. Không có nơi nào thích gì đó cả, đừng nói Colorado. Không, nếu mà em phải chọn nha. Em không biết là Colorado thì như thế nào, nhưng mà riêng em thì dạo này, hồi xưa thì em đã từng rất yêu mèo, còn giờ thì em ghét mèo rồi, Tại sao vậy? Kể chuyện gia đình. Hồi xưa chồng mình cũng không phải là một người thích mèo. Tại nó rất cái gì mà nó có lông, làm chồng mình là thích kiểu ăn sạch á. Rồi em ghét cái gì mà nó lông lông, nó chùi chùi, nó không thích. Rồi tự nhiên một ngày nào đó ông thấy con mèo nó đi theo mình mà nó dễ thương quá, rồi thì ông mới cho phép nuôi. Thì lúc đó mới mang ba đứa con mèo nuôi. Bây giờ á, ông không có quan tâm tới vợ nữa. Trời ơi, con vợ sống bằng con mèo. Chết rồi. Thiệt luôn á. Và trong khi đó, hình vợ đẹp đẽ không up, mà chỉ có hình con mèo nó up lên post rồi trên mạng rồi này nó. Nói là mèo. Sao mà dễ thương quá, sao mà đẹp quá vậy. Tôi làm chứng. Không quay vợ. Tôi làm chứng. Có ông Xuyên chỉ up hình mèo không up Harry à. Thiệt. Mặc dù con mèo nó bị cạo lông rất xấu nha. Đúng vậy. Em nghĩ là chị nên nói chuyện phải quấy đi, chuyện này không có nhịn được đâu. Đúng rồi. Hạnh phúc gia đình nhà người ta. Em đi sao chứ em cảm thấy thôi đừng có trả lời nữa chị, đừng trả lời nữa, đi về nhà giải quyết chuyện với anh Xuyên đi. Chị đúng rồi. Cho người ta biết cái sự thay đổi đâu có được. Nói chung là đáp án của chị là con mèo đó, chị không có thích mèo. Hết thích mèo rồi. Theo Harry thì Đại học bang Colorado nghiên cứu là phụ nữ không thích đàn ông ở đó nuôi mèo. Xin hỏi Bảo Hân, tin hay không? Em tin hả? Tin. Lựa chọn của Bảo Hân là một sự lựa chọn sẽ mang về chiến thắng hay tiếp tục cuộc chơi. Và dấu O đầu tiên sẽ thuộc về Hải. Ai nghĩ là lựa chọn của Bảo Hân là chính xác? Em 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 trả lời là em nghĩ rồi. Em nghĩ.
Em còn không... tất cả còn lại là không nghĩ. Em không nghĩ con mèo dễ thương vậy mà lại phản bác nó. Em nghĩ là con mèo nó nũng nịu, nó như một cô gái gì đó. Đúng rồi, nó hơn con người. Nhiều khi là đàn ông nó mạnh mẽ quá, nuôi mèo nhiều khi phụ nữ không chịu. Đây là một sự lựa chọn chính xác. Hồi xưa chồng mình cũng không phải là một người thích mèo. Rồi tự nhiên một ngày nào đó ông thấy con mèo nó đi theo mình mà nó dễ thương quá, làm rồi thì ông mới cho phép nuôi. Thì lúc đó mới mang ba đứa con mèo nuôi. Bây giờ á, ông không có quan tâm tới vợ nữa. Trời ơi, con vợ sống bằng con mèo. Tôi làm chứng. Có ông Xuyên chỉ úp hình mèo không úp Harry à. Mặc dù con mèo nó bị cạo lông rất xấu. Đúng nha. Đúng vậy. Nói chung là đáp án của chị là con mèo đó. Chị không có thích mèo. Hết thích mèo rồi. Em tin hả? Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Phải. Dạ, thế chưa? Tuyệt quá. Thắng rồi. Ai biết vì sao ạ? À? Em biết. Vì sao? Đi. Em nghĩ là con mèo nó hấp dẫn hơn con gái. Tào lao. Theo phụ nữ ở đó, đàn ông nuôi mèo. Yêu đuối. Yêu đuối. Ít nam tính không hấp dẫn gì cả. Như vậy là 3 dấu ít, 1 hàng chéo. Người chiến thắng là Bảo Hân. Bước vào vòng trong và người ra về là Hải sẽ mang về 4 triệu đồng. Tạm biệt Hải. Xin chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, Hồ Thanh Phong và Bảo Hân là cặp đấu. Chúng tôi sẽ chọn một người chiến thắng để bước vào vòng cuối cùng. Rồi, quán tôi xin. 1, 2, 3, thẳng. Đó. Em chọn ai? Dạ, em chọn anh Vinh Râu. Vinh Râu được chọn. Wow. Thưa quý vị, vòng 3 xin phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Vinh Râu. Vì sao con người không bao giờ cưỡi ngựa vằn? Câu này thì tương đối là dễ. Tại vì mọi người biết là ngựa vằn là không phải con ngựa nào cũng là ngựa tự nhiên. Có những con ngựa người ta muốn nó vằn là người ta phải sơn lên. Cho nên để tránh tình trạng mà mình ngồi lên mà bị dính sơn lên quần á, thì mình sẽ loại hết tất cả ngựa vằn ra. Con ngựa vằn ở trong công viên hay sao ạ? Đó là ngựa vằn, nhiều loại ngựa. Cái đó là ngựa vằn mà làm bằng đá đúng không ạ? Ngựa là một cái gọi là cái phương tiện để thực sự để đi lại cũng có, nhưng mà để mấy anh cao bồi á, để chiến đấu đi bắn súng cũng có. Thì lý do mà mấy ảnh không có chọn ngựa vằn là tại vì do cái màu sắc nó quá đặc biệt, dễ bị phát hiện. Tức là người ta không cởi ngựa vằn thì ngày xưa người ta đã không cởi rồi vì nó dễ bị phát hiện khi đúng ra. Thậm chí bây giờ mình quay phim những cái sọc vàng, áo sọc vàng mình cũng né mà à. Nên cho nên lý. Không, cho nên có, cho nên có, mình nghĩ ủa vậy sao bây giờ người ta không ra trận nữa, người ta không cởi ngựa vằn? Tại cái đó nó dần dần nó biến thành cái thói quen của người ta. À, thói quen. Dạ. Yeah. Và lựa chọn cuối cùng là màu sắc dễ bị phát hiện. Vì màu sắc ngày xưa dễ phát hiện nên người ta không cởi, và đến bây giờ người ta vẫn không cởi luôn. Đúng rồi. Tin hay không ạ? À? Em nghĩ câu trả lời của anh Vinh Râu. Hợp lý. Em hợp lý. Hợp lý luôn hả? Không, em cảm thấy Vinh Râu trả lời không hợp lý. Đúng không? Mình tại vì sao? Tại vì con ngựa vằn là con ngựa không dùng để cởi. Có thể là nó là một con ngựa rất dữ hay là gì đó không thuần hóa được. Giống như con ngựa bình thường. Hoặc là nó không có phổ biến ở những cái vùng mà người ta cưỡi ngựa. Chẳng hạn giống như là ngựa vằn nó chỉ ở châu Phi hoặc là những cái nơi mà xa xôi thôi. Mà ở châu Phi thì chắc người ta không có đi phương tiện bằng con vật. Cũng sống mà. Nó cũng là nhiều lý do. Nhiều khi lý do của Vinh đưa ra là chính xác thì sao? Lựa chọn của Bảo Hân là một sự lựa chọn không chính xác. Ai chà, đáp án chính xác phải là đáp án đến từ nghệ sĩ Buka. Đúng rồi, khó thuần phục. Nó hung dữ, khó thuần phục. Khó thuần phục, hung dữ. Cởi rất là nhiều khi nó đá, nó đấm và nó cắn. Đúng và rồi. Nó cắn rồi thì nó không buông ra. Như vậy là một dấu o thuộc về Hồ Thanh Phong. Mời chọn vị trí tiếp theo. Em sẽ chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm.
từ một người bình thường, ông Pat Gates trở thành thiên tài toán học sau biến cố gì? Pat Gates. Đúng vậy. Đúng rồi. Là ông Pat Gates này là ông chơi thân với một người bạn tên là Omega 3. Chơi thân với một người bạn tên là Omega 3. Omega 3 hả? Omega 3 là dầu ăn cá hả? Đúng rồi, chơi chung thêm một cô gái tên là Collagen nữa. Collagen là hả? Chơi thân với nhau. Ủa sao là chơi với những người toàn làm đẹp da không vậy? Thì đó, một ngày nọ, ba ngày này rủ nhau đi uống rượu. Thì đang đi trên một đoạn đường. Uống ở tiệm rượu tên là Fuller. Fuller. Ok. Và ăn ở quán bò tên là Corticoid. Sau khi mà ăn nhậu xong thì ba người đã trên đường về, thì bỗng nhiên trong bụi rậm xuất hiện một tên cướp. Tên cướp mới thoại như thế này. Give me and no help. Có nghĩa là không, tôi không có gì hết, tôi sợ quá, đừng cướp tôi. Không, cái đó là no help, cứu tôi với, 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 cứu tôi là tôi không có gì. Các anh bỏ anh chạy thì tên cướp mới cầm theo một cái cây chạy đập vào đầu, đập đi vâng. đập đi vâng. đau đập nhẹ lại diễn thôi. Hai ba kinh. Bị cái cây đập vô đầu. Và khi mà đập vô đầu thì trong đầu nó tiết được cái chất gọi là enzyme. Enzyme nó mới in vào cái thùy não phải. Tự nhiên hai cái chất nó đụng vào cái thùy. Và kể từ đó ổng là một nhân tài bị biến cố đập vào đầu, là trở thành nhà toán học hiện đại luôn. Dạ đúng rồi. Nhiều người hôm nay về đập ở đầu lắm nè. Xin hỏi tin hay không? Anh nói quá nói luôn, em cũng không. Anh nói quá nói. Cũng không có. Nghe người ta là nói mà không hình dung được nữa. Mà thực sự là hồi nãy thấy cái gì đó nó thật ở trong ảnh. Hả? Em tin anh Lê Dương Bảo Lâm. Tên Lê Dương Bảo Lâm. Nói tào lao vậy mà cũng tin à? Cái gì trời? Câu chuyện thật quá vậy thật luôn. Tin Lê Dương Bảo Lâm ở việc bị đập vô đầu và trở thành thiên tài toán học. Em nghĩ là cũng ok á, tại vì em cũng bị đập vô đầu 4 lần nè. Cho nên là bây giờ em là thiên tài à. Em bây giờ là gì? Em cũng là thiên tài ạ. À. Em thấy em là thiên tài thì đúng hơn. Thưa quý vị, lựa chọn của Hồ Tinh Phong. Chính xác. Chính xác là ông bị cướp đánh vào đầu. Sau khi tỉnh dậy, Pat Gates nhìn thấy công thức toán học xuất hiện ở mọi nơi và có thể biến chúng thành các biểu đồ một cách dễ dàng. Trời ơi. Đây là tình trạng người bị khuyết tật tâm thần nghiêm trọng, thể hiện một số khả năng vượt xa mức trung bình. Cả thế giới mới chỉ có 15 đến 25 trường hợp được ghi nhận mà thôi. Một dấu O nữa thuộc về Hồ Thanh Phong. Hay quá. Chúng ta phải chặn đường chiến thắng của Hồ Thanh Phong. Em sẽ chọn. Dạ, anh Hoàng Phi ạ. Hoàng Phi. Câu hỏi dành cho Hoàng Phi. Nhà sáng lập Facebook và CEO của Twitter thường làm gì khoảng 20 phút trước khi lên giường để giải tỏa lo lắng trong ngày? Thật ra cái này em đã có coi một cái tin, em hay coi mấy cái báo mà có mấy cái tin điểm tin ngắn ngắn 4-5 dòng á, thì em có đọc được cái này và em khá ấn tượng. Họ coi líp nặng mụn cám. Líp nặng mụn cám? Cái gì? Líp nặng mụn hả? Líp nặng mụn cám. Lúc mà mình nói what? Tại sao lại coi líp nặng mụn? Nhưng mà theo nghiên cứu là khi mà coi một cái gì đó từ trong cơ thể văng ra ngoài. Không, giảm stress, giảm stress đúng không? Tạo một cái cảm giác, tạo một cái cảm giác giải phóng. Giảm stress. Và làm cho bản thân cảm thấy là được giải tỏa rất nhiều thứ mà mình không nghĩ. Ê, có đó nha. Thiệt. Em có nhiều người còn thích coi cái lấy tay, lấy tay. Rồi là khóe, khóe đó đó. Và câu trả lời của tôi là coi clip nặng mụn cám. Trời ơi. Trời ơi. Không hợp lý à. Thiệt không? Thiệt không? Em không tin điều này. Mà tại sao có những người ta lại thích cái những xem cái clip đó ha? Em có mấy người bạn cũng thích xem những cái clip đó lắm mà. Em mỗi lần em nhìn em nhìn nói, ủa, nhìn dơ sợ xem quá. Xem nó để làm gì ta? Đã, xem đã. Vì biết sao nó đã không? Nó quay cận. Đúng. Nhưng mà mấy cái ông này xem thì nó hơi vô lý đó. Theo như em nhớ em có xem một bộ phim
thì là những cái người mà người ta làm càng nhiều công việc ở trên máy tính hoặc là máy móc hoặc là trên mạng xã hội thì thường là những cái trước khi ngủ người ta sẽ thuyền thì đúng rồi, tại vì á một người đã tiếp xúc nhiều với máy tính thì trước khi ngủ không thể nào xem clip hoặc là đúng xem rồi. Cái gì về màn hình hết á. Hoàng Phi lựa chọn cuối cùng vẫn là em nghĩ là clip nặng mụn. Nặng mụn, xin hỏi bé tin hay không? Dạ, theo em thì lời của anh ST Xuân Thạch nói thì có vẻ đúng hơn nên là em lựa chọn là không tin anh. Không tin Hoàng Phi. Không tin Hoàng Phi. Ngộ ha. Ôi. Hỏi Hoàng Phi nhưng mà tin người khác không à? Sao nãy giờ tôi bị mấy lần rồi đó, mặt tôi thiếu lòng tin như sao ta? Bảo Hân không tin Hoàng Phi là một sự lựa chọn. Cái này em đã có coi một cái tin, em hay coi mấy cái báo mà có mấy cái tin điểm tin ngắn ngắn 4-5 dòng á, thì em có đọc được cái này và em khá ấn tượng. Họ coi clip nặng mụn cám. Nhưng mà mấy cái ông này xem thì nó hơi vô lý đó. Những cái người mà người ta làm càng nhiều công việc ở trên máy tính hoặc là máy móc hoặc là trên mạng xã hội thì thường là những cái trước khi ngủ người ta sẽ thiền. Hoàng Phi lựa chọn cuối cùng vẫn là em nghĩ là clip nặng mụn. Em lựa chọn không tin anh. Chính xác, quá đơn giản. Giờ là do Phi tự chọn nhưng người ta lại chọn là đi dạo. Đi dạo phiền phát rất dễ chịu sau mỗi ngày làm việc vất vả nhiều lo lắng. Đi dạo để đầu óc thư thái. Và khoa học chứng minh là đi dạo giúp dễ ngủ hơn, đỡ mất ngủ và khiến mình cảm thấy thoải mái sau ngày làm việc. Ngăn chặn thành công, một clip dành cho Bảo Hân. Yeah. Hồ Thanh Phong xin mời. Chị Võ Hoàng Yến. Mừng quá. Yeah. Chị hứa chị nói thiệt. Hỏi anh, em nôn quá, anh hỏi đi ạ. Em nôn quá. Ông Bill Doris là một người độc thân kinh doanh bất động sản tại bang Tennessee của Mỹ đã để lại khối tài sản trị giá 5 triệu USD cho ai khi ông qua đời vào năm 2020? Mình phải đi lại cái câu hỏi là một ông độc thân nha mọi người. Độc thân là không có vợ con, không có ai hết trơn á. Cho nên là ông sẽ phải để lại tài sản của mình cho những gì thân cận nhất, đúng không? Những gì gần gũi nhất. Chứ là ông sẽ để lại khối tài sản của mình cho một trong những con vật nuôi của ông. Thường là người độc thân sẽ rất là thích nuôi mèo, nuôi chó, để mình đỡ buồn, đỡ cô đơn, đúng không? Có lý, có lý. Và rất là nhiều những cái clip trên mạng cho thấy là những con mèo thế người gọi là thừa kế khối tài sản khổng lồ. Thì Harry đã từng nói là có một cái con chó, đúng không? Con chó tên là Lulu đã từng được một ông đại gia, khi mà ông mất đi, ông đã truyền hết tài sản cho nó. Thì đây cũng là một cái câu chuyện có thật. Đúng cái này có thật rất là nhiều. Rồi. Mấy cái đó thì nhiều lắm. Vậy Yến chọn cuối cùng là? Em sẽ chọn là truyền lại tất cả tài sản của mình cho vật nuôi yêu dấu của họ. Nhưng nó là con gì luôn? Con chó. Tên hay không? 5 4 3 2 Em tin chị Võ Hoàng Yến. Tin. Con chó là một sự lựa chọn. Chính xác. Trong di chúc, ông Bill Doris viết 5 triệu USD sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác được thành lập sau khi tôi qua đời. Quỹ này dùng để đáp ứng mọi nhu cầu của Lulu. Vậy mà cùng là chó vậy? Mèo như nhau mà sao tụi nó sướng quá vậy trời. Con mèo này sao? Su rồi ha, có một mình. Có một mình, hẩm hiu, lên chọn ngay đây cũng ế luôn. Không ai không ai cưới, không ai chọn. Không ai cưới. Một chữ O nó thuộc về Hồ Thanh Phong. Phải chặn đường ngay lập tức. ST Xuân Thạch. Câu này hay mà không phải ai cũng biết nè. Người dân Eskimo thường dùng cách gì để giúp thực phẩm không bị đông lạnh? Mình không cần mua thịt hay là mình không cần sử dụng thịt thì mình khỏi cần phải sử dụng mấy cái đó, đúng không ạ? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Một cái nơi đã quá lạnh rồi thì mình không cần phải làm gì hết thì nó đúng không? Rồi bây giờ mua thịt về làm sao? Bây giờ anh sẽ là người giải thích luôn. Người dân Eskimo có thể sống ở những nơi âm mấy chục độ C là chuyện bình thường. Dạ. Thế nên thực phẩm chắc chắn bị đông lạnh. Người ta làm cách nào để không bị đông lạnh? Nói cho ta nể nè, bỏ vô tủ lạnh. Tủ lạnh lúc đó nhiều khi nó không có lạnh bằng cái không khí ngoài trời nữa. Thì nó sẽ làm cho thịt không có đông theo kiểu ngoài trời. Không có đông nữa nha. Cho nên là em nghĩ rằng là người ta sẽ
đi săn bắn mỗi ngày, có nghĩa là ngày nào ăn thịt ngày đó. Không có, không dự trữ. Không dự trữ cũng hợp lý. Không hợp lý sao mà vậy được? Có nghĩa là ngày, cho nên là cái chỗ đó người ta sẽ rất là thịnh hành cái việc là đi săn bắn hái lượm. Em nhớ không lầm, em có đọc một cái chuyện của Eskimo nè, là hình như là người ta có săn bắn nhưng mà người ta có dự trữ bằng cách người ta treo ở gần cái bếp á, cái lò lửa hay gì đó. Nhưng mà cái đó là cái chuyện em đọc và em không biết là bên ngoài nó như thế nào, chứ là không thể nào mà mỗi ngày đi săn, tại vì ở những nơi thời tiết khắc nghiệt á, con người ta sẽ hạn chế ra đường bởi vì bão tuyết hay là sập hồ á, rất là nguy hiểm. Thế thì cái phần treo em cũng không hợp lý, bởi vì nước đang nấu sôi tạt ra nó cũng đông lại luôn mà, treo nhầm nhò gì. Kết quả cuối cùng, kết quả của em là ngày nào đi săn bắn ngày đó cũng không là ngày dự trữ. Nào không dự trữ. Không dự trữ. Xin hỏi tin hay không ạ? Em tin ạ. Tin SC. Bé này sao ai nó cũng tin ha. Ngày thơ thế. Ngày nào dùng người đó hết, đi vô kiếm tiếp. Kiếm tiếp. Chứ đem về nó đông, mỗi lần rã đông mệt. Mệt. Đi săn không mệt. Đi săn không mệt. Đi đâu. Ra ngoài đường đầu chạy còn lạnh giá rồi không mệt. Không mệt thì đó. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác nha. Đúng rồi. Ai biết một người lựa chọn chính xác? Đó là người ta sẽ bỏ vào tủ lạnh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó xàm cuối cùng giống nè. Đúng không? Tại vì tủ lạnh nó sẽ không lạnh bằng ở ngoài. Cái ngăn mát mình hay để dấu tủ lạnh nó sẽ giữ đúng một nhiệt độ đó. Rất hợp lý, vì tủ lạnh ở ngăn mát là từ số 2 hoặc là bình chỉnh số 3 tới số 8 là chuyện rất là bình thường. Và khi bỏ vào đó nhiệt độ sẽ ổn định. Còn ở ngoài nó áp bao nhiêu kệ nó. Bây giờ là lúc Hồ Thanh Phong có cơ hội trực tiếp quyết định số phận mình tại vị trí của ST Sơn Thạch. Yeah. Bộ phận duy nhất trên cơ thể nào của con người không được bơm máu? Dễ quá trời. Dễ luôn hả? Dạ. Khủng khiếp vậy? Cái mặt. Ủa? Ta vô lý vậy? Ta phải mét không còn miếng máu. Sau đó nó hồng lại thì sao? Thì đó nó không bơm được lên trên đó. Nhiều khi mình rung quá không bơm đâu được. Mặt tay mét. Mời ST. Em nghĩ đó là cũng là một đáp án cũng ok đó anh. Ok. Cương mặt là kiểu là bị lừa nhiều quá, xong rồi xỉu tết bị tái xanh lại đó, kiểu là cái đó là bơm máu không kịp chứ không phải là không được bơm máu. Vậy hả? Vậy cái bộ phận mà em nghĩ rằng cái bộ phận nào mà trên cơ thể mình cắt ra mà nó không có máu chảy? Gần đây em có bị dập móng. Bây giờ hỏi này, lấy cái kèm rút cái móng máu chảy không? Chảy à, le luôn. Không nói gì thêm nữa. Thật sự nếu mà móng tay móng chân mà không được bơm máu á, nó cũng không có dài ra. Đâu không có dài ra. Rồi. Em nghĩ là cái mà ba em đã đi làm rồi á, là cái ba em lột bỏ nó luôn á, là cái giác mạc. Ủa, ba bị gì? Ba bị giống như bị cơm, kéo may cơm đó hay lột ra. Đúng rồi, cái đó là lâu vô bác sĩ sẽ lột cái lớp đó ra, xong là nó sẽ không có bị máu me gì hết á, chỉ là bịch lại xong rồi đi về thôi, rồi nó nhưng sẽ tái tạo bình lại. Thường những người bị đau mắt đỏ nó cũng bị đỏ cái mắt, nó cũng là cái đó là ở trong. Cái đó là ở trong, còn cái giác mạc giống như là cái len vậy. Cái màng bên ngoài á. Cái người mà bị cận á, họ cũng sử dụng cái phương pháp đó để cắt bớt, để mà bớt cận á. Để cạo bớt. Lựa chọn cuối cùng của ST là giác mạc đi. ST có tin mọi người ở đây không? Cái đó cũng là bộ phận á. Em chọn theo cộng đồng chung cư ạ. Giác mạc ạ. Giác mạc. Chắc gì chung cư đúng. Lựa chọn cuối cùng là giác mạc. Yes. Hồ Thanh Phong, quyết định chiến thắng hay không chiến thắng là tùy thuộc vào chính bản thân mình. Taekwondo. Tin hay không ạ? Em không tin anh ST. Không tin. Trời ơi, sổ sàng chứ. Quá trời sổ sàng. Không ra tin. Câu này không tin cũng đúng, tại vì không tin ST với sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng chung cư cao cấp. Không tin ST là một sự lựa chọn. Cái bộ phận mà em nghĩ rằng cái bộ phận là nào mà trên cơ thể mình cắt ra mà nó không có máu chảy? Gần đây em có bị dập móng. Bây giờ hỏi này, lấy cái kèm rút cái móng máu chảy không? Chảy à, le luôn. Không nói gì thêm nữa. Em nghĩ là cái mà ba em đã đi làm rồi á, là cái ba em lột bỏ nó luôn á, là cái giác mạc. Lựa chọn cuối cùng của ST là giác mạc. Giác mạc đi. ST có tin mọi người ở đây không? Cái đó cũng là bộ phận á. Em chọn theo cộng đồng chung cư ạ. Giác mạc ạ. Giác mạc. Em không tin anh ST. Không tin ST là một sự lựa chọn. Không chính xác. Vì đó là lựa chọn
chính xác của Esty. Là giác mạc thiệt hả? Chính xác là đã giác có mạc. Trải nghiệm mà Buka, Buka ta đang kể một câu chuyện thực tế luôn mà không có ca thôi Buka ra luôn hồi mà. Nãy Mèo nói là cận người ta cắt được cái đó luôn mà, người ta cắt một cái lớp mỏng để mà chữa cận đó. Giác mạc là nơi duy nhất trên cơ thể không cần cung cấp máu, nhưng thay vào đó giác mạc nhận chất dinh dưỡng từ các ống dẫn nước mắt ở phía trước và thủy dịch từ phía sau. Như vậy là không chiến thắng, một dấu ít đã thuộc về Bảo Hân. Xin chúc mừng Bảo Hân, cuộc chơi còn tiếp tục. Em sẽ chọn ai? Em xin phép chọn chị Khả Như. Đó, lắm ơi, chị có việc làm rồi. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Trời trời. Có hỏi dễ mà. Dễ anh. Câu này mà Khả Như không biết thì anh Khả Như đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Trời ơi. Cái gì có hỏi gì mà liên quan tới mối quan hệ vậy, sợ quá vậy? Câu chờ này thì ở đây rất nhiều người biết luôn. Trong nhà hàng Destiny White House. May bấy mệt. Là cái nhà hàng Harry tới rồi của anh á. Nhà hàng của anh luôn hả? Em cũng tới rồi. Trong nhà hàng Destiny White House của nghệ sĩ Trường Giang có một bức tranh chân dung của Nhã Phương. Trên bức tranh có dòng chữ gì? Nhớ rồi. Tất nhiên là phải nhớ rồi. Cái điều quan trọng á, khi mà đến quán của anh Giang, ngoài cái chuyện mà bò rất ngon, bò Khả Như xin thưa luôn là đã ăn 5 dĩa. Ôi, có trả tiền à. Ta mời mà mình phải nhiệt tình nên ăn, bữa đó ăn bò. Bữa đó ăn chiêu thôi, mình ăn mình ăn chiêu thôi. Ăn chiêu mà 5 dĩa. Ăn quá trời. Bữa đó chiêu thôi. Bò né gì đó. Ở quán anh Giang có rất là nhiều điều thú vị. Có cái hình chồng của mèo ở đó nữa. Ai? Lee Minh Thu. À, bạn ở dưới đúng không? Anh ở dưới, ở trên là hình của Nhã Phương. Và Nhã Phương trên đó có một cái câu rất là hay và nghệ sĩ nào đọc cũng rất là thích. Đó là nghệ sĩ đừng có ăn quệt. Đừng có ăn quệt. Không ăn sợ. Tiếng Việt, dịch cho tiếng Việt luôn mà ghi theo kiểu thư pháp á. Nhìn đúng hay lắm, nghệ sĩ đừng có ăn quệt. Nên tự trọng. Cái hình đó làm cho người ta có cảm giác cái chữ đó là nó như vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn anh Giang không thể nào làm như vậy đâu. Đúng không ạ? Trời ơi, em tưởng là anh Giang hay nói cái câu là nghệ sĩ cần có lòng tự trọng. Nghệ sĩ có được đánh mất gì? Liêm sĩ. Cái câu mà Nhã Phương có để đó, ai đến vạn người mê, cái nhan sắc wow đẹp quá, đọc tới cái câu đó là phải thắng lợi. Là bởi vì câu đó đó chính là xin lỗi, em đã có chồng. Kỳ, ai biết cái đó. Ủa? Ừ. Mọi người phải phân tích là ở dưới lầu dưới có một chàng trai rất là đẹp, đó là người yêu của Khả Như, anh Lee Minh Ho. Anh hỏi là có yêu dòng chữ gì không? Anh có yêu anh không? Thì Nhã Phương ở trên trả lời xin lỗi nha, tao vợ Trường Giang, kiểu vậy đó. Cái câu chính xác là xin lỗi tao vợ Trường Giang hay là câu chính xác là xin lỗi em đã có chồng, em đã có chồng. Cái đó có trên báo luôn nha, Nhã Phương cũng có chia sẻ rồi. Không biết em có coi chưa, Nhã Phương có chia sẻ về cái bức hình đó và cái tên dòng chữ đó. Năm. Em nghĩ là 4. Chị Khả Như cũng đã đi ăn ở quán đó 3. Rồi nên là tin ạ. Tin. Bé này 18 tuổi, hồi lúc chị 18 tuổi chị không tin ai hết trơn. Sao vậy anh ngập ngừng quá hả? Anh chờ cái địa chỉ quán chạy qua anh mới nói cái kết quả. Câu đó đó chính là xin lỗi, em đã có chồng. Mọi người phải phân tích là ở dưới lầu dưới có một chàng trai rất là đẹp, đó là người yêu của Khả Như, anh Lee Minh Ho. Anh hỏi là có dòng chữ gì không? Anh có yêu anh không? Thì Nhã Phương ở trên trả lời xin lỗi nha, tao vợ Trường Giang, kiểu vậy đó. Tin hay không ạ? 5. Em nghĩ là 4. Chị Khả Như cũng đã đi ăn ở quán đó rồi nên là tin ạ. Chính xác. Trời, câu này mà trả lời sai chắc tôi chết. Một dấu ít dành cho Bảo Hân. Love you. Từ cái việc chủ động trong việc chiến thắng, bây giờ phải bị động trong việc đi ngăn cản người ta. Mời Thanh Phong chọn vị trí. Em chọn chị Harry Won. Harry Won. Trước khi phát minh ra bàn chải đánh răng ở Ai Cập, người ta dùng dụng cụ gì để chải răng? Em nghĩ là dùng muối. Dụng em nghĩ cụ, là dùng muối. Dụng cụ không phải là... À, dụng cụ à? Dụng cụ, dụng cụ. Nếu mà dụng cụ thì em nghĩ là bằng tay.
Em không biết là nước khác thì như nào, nhưng mà bình thường là bên Hàn Quốc cũng là hồi xưa, thiệt là xưa đó, thì người ta sẽ dùng cái muối và dùng bàn tay xong rồi người ta lau lau chùi 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 này, là em thấy rất là bình thường. Tại vì cái muối nó có cái làm cho cái vi khuẩn nó sạch sẽ, nó làm vệ sinh rất là tốt. Là hồi xưa chị làm bằng tay hả chị? Hồi xưa có đã từng. Em đã từng. Em cũng làm mà. Tại vì lúc đó là nghe nói là cái muối đó là cái muối mà người ta nướng 9 lần á, 9 lần trong cái cây tre, cho nên làm cho nó rất là sạch và nó cái vi khuẩn rất là tốt, cho nên em cũng đã từng có dùng cây đó. Anh đã từng dùng tay, sau đó để muối vô trà và là để than á. Dạ. Yeah. À, than luôn. Trà than, đúng rồi, chả có trà than. Than trắng mà. Trắng răng. Răng. Em chọn là ngón tay. Ngón tay. Không. Tin hay không ạ? À? Em tin chị Hadi Won. Tin Hadi Won. Vì hồi nhỏ em cũng thường hay làm vậy. Mà em làm thì cái chỗ một mình em làm thôi, chứ em không có dám đứng đông người để em làm. Ta nói là nó dơ với lại mất lịch sự. Đúng rồi. Dạ. Nhưng chúng tôi đang đố ở bên Ai Cập. Dạ. Bên Ai Cập thì em nghĩ là họ cũng sẽ như vậy. Thì em nghĩ là em tin chị Hadi Won. Lựa chọn của Hồ Thanh Phong. Nếu chính xác thì em tiếp tục đi chặn người ta. Còn nếu không chính xác thì em có cơ hội tự quyết định số phận. Lựa chọn vừa rồi là lựa chọn không chính xác. Chứ là cái gì anh? Ủa, dùng bằng cái gì anh? Đáp án là thanh gỗ nhai. Tức là ngày xưa người Ai Cập á, người Ai Cập xưa đó đã dùng các cành gỗ nhỏ vốt nhọn một đầu để xỉa răng với công dụng như chiếc tăm. Bây giờ đó, khi chiếc đầu này bắt đầu bị tòe, tức là bị tưa ra đó, họ sẽ tẻ chúng ra và dùng để bắt đầu chải răng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở vị trí của Hadi Won. Nếu chính xác sẽ là người bước vào vòng cuối cùng của chương trình. Hadi Won đắc xô quá trời. Quá trời luôn. Chạy xô liên tục. Quốc gia châu Á nào lọt top 3 về tốc độ tăng trưởng người giàu trong năm đại dịch Covid hoành hành? Trong năm đại dịch nha. Tại châu Á. Hay, hay, câu này hay. Những cái nước mà ít bị ảnh hưởng nhiều. Nếu giàu. Mà người giàu thì nói về Trung Quốc đúng hơn nhỉ? Đúng rồi. Trung Đông. Dạ không. Cái Trung Đông, Đông như kiểu Dubai đồ này kia. Cái Dubai, Qatar đồ. Những cái nơi mà có mức bình quân. Ui, bình quân thu nhập đó. À, vậy thì bây giờ cho Harry hỏi là cả chung cư ơi, chung cư mọi người nghĩ là nước nào vậy? Từ mặt Văn Khoa nói đi. Em nghĩ là Qatar. Qatar. Bầu bỏ mà. Qatar là đất nước giàu nhất thế giới. Ủa vậy hả? Tính tới năm 2019-2020 là Qatar là nước giàu nhất thế giới. Và trong cái đại dịch thì Ả Rập bị ảnh hưởng. Ả Rập cũng là nước nhiều dầu mỏ nhưng mà bị ảnh hưởng rất nặng về Covid. Cho nên về Trung Đông thì Qatar có thể là mạnh nhất. Tại vì em coi chuyển nhượng bóng đá thì Qatar là một trong những nước có các câu lạc bộ vẫn nhập các cầu thủ nổi tiếng về. Vừa rồi là Santi Cazorla. Nghe biết gì nhiều dữ vậy? Giỏi quá. Cái gì? Đó hay quá. Cái gì là cái gì mà tên là viết giỏi thiệt luôn á. Giỏi quá. Nhập về câu lạc bộ Ansat SC. Thôi vậy thì em quyết định luôn. Quyết định tại luôn. Vì em có một ông thầy rất là giỏi về mấy cái địa lý và tên của mọi người, vào đây cũng có một người thiên tài nữa. Em sẽ chọn là Qatar. Qatar. Em có tin vào sự lựa chọn của Hadi Won không? Hadi Won cũng đi tin người ta thôi đó. Nhiều người nói vậy thì phải tin thôi. Dạ em tin. Tin luôn, bé 18 tuổi ai nói gì cũng tin. Ngây thơ lắm. Tin không luôn. Ai có một ý kiến nào khác hay không? Theo như thông tin em biết được á, là những đất nước mà có nhiều người giàu á, ở châu Á là Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, Singapore nè. Và cái nước mà vừa dịch vừa rồi không bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch đó là nước Singapore. Và em nghĩ là Singapore. Lựa chọn của Bảo Hân, tin vào tầng trệt có 3 căn hộ là một sự lựa chọn. Em nghĩ là Qatar. Qatar. Đồ bỏ mà. Qatar là đất nước giàu nhất thế giới. Ủa vậy hả? Tại vì em coi chuyển nhượng bóng đá thì Qatar là một trong những nước có các câu lạc bộ vẫn nhập các cầu thủ nổi tiếng về. Vừa rồi là Santi Cazorla đã. Trời ơi, nghe viết gì nhiều dữ vậy? Giỏi quá. Cái gì? Trời hay quá thiệt. Không có gì mà tên là viết giỏi thiệt luôn á. Thôi vậy thì em quyết định luôn. Quyết định tại luôn. Vì em có một ông thầy rất là giỏi về mấy cái địa lý và tên của mọi người, vào đây cũng có một người thiên tài nữa.
em sẽ chọn là khoa sang. Dạ em tin. Không chính xác. Là nước mà có bình quân thu nhập lớn nhất thế giới mà. Đúng rồi. Chúng tôi đang nói về tốc độ tăng trưởng người giàu, chứ không phải là hỏi đất nước đó giàu nhất hay là giàu nhì. Đến từ Buka, Singapore. Hay quá vậy ta. Thông minh em nghiên cứu về người giàu. Sau Trung Quốc xếp thứ hai trong báo cáo là Thụy Điển với số lượng người siêu giàu tăng 11% và Singapore xếp thứ ba với mức tăng 10%. Có nghĩa là gì? Ba nước gồm có Trung Quốc, Thụy Điển và Singapore. Nếu hồi nãy em trả lời một trong ba nước đó là chính xác rồi. Em lại trả lời một nước không có là Qatar. Vậy là lúc đầu em đã nói là Trung Quốc. Mà trời ơi. Đúng rồi, không kìa. Tin đội cầu thủ ạ. Thiệt á. Mỗi lần mà nghe anh Vinh Râu nói về tên cầu thủ á, tin sát chung cơ. Nghe thiên tài và nghe mỗi ông thầy không sai luôn. Một dấu o nó thuộc về Hồ Thanh Phong. Căng thẳng nha. Nghe này hấp dẫn quá. Vị trí buộc rồi. Mạc Văn Khoa chuẩn bị ạ. Em đây ạ. Blogger người Anh Ben Sumadiwiria khi ăn món mì tử thần của Indonesia được làm từ 100 trái ớt đã bị mất gì? Cái câu này hình như là trên mạng nhiều nè. Ở trên YouTube đăng tin nhiều. Mất mạng. Mất mạng thì làm sao mà đố được, làm sao mà còn mà đây gọi câu đố. Mất vị giác nha. Thường là sẽ mất vị giác đó. Trả lời đi Mạc Văn Khoa. Khi ăn mì cay ấy, nó có rất nhiều thứ để mất anh ạ. Đặc biệt là cay tới 100 loại ớt lận. Cái đầu tiên khi ăn mì cay là chúng ta sẽ bị mất tiền, vì ăn xong là phải tính tiền. Và cái thứ hai là có thể làm mất người yêu, bởi vì đang nóng giận mà ăn mì cay lên nữa thì cái cơn nóng nó sẽ bốc lên. Nhưng hồi nãy chị Như nói một đáp án mà em thấy gọi là có khả năng sẽ chính xác và hợp lý. Đó chính là mất vị giác ạ. Khi mình ăn một cái trái gì ngọt quá, là mình ăn cái trái mà có thể là, ví dụ khi mình ăn một trái táo ngọt này, thì mình ăn một trái mận mà nó không ngọt bằng thì sẽ cảm giác trái mận nó rất là nhạt luôn, nó lạt lẽo lắm. Mất vị giác ạ. Mất vị giác là lựa chọn cuối cùng của bạn Phong Khoa. Xin hỏi Hồ Thanh Phong tin hay không? Không tin. Không tin. Vì sao? Cũng vân vân vào cái thị giác và nó thính giác, nhưng mà em tin con tim em mách bảo hơn. Rồi, không tin. Nếu chiến thắng sẽ bước vào vòng cuối cùng, còn nếu không thì cuộc chơi còn tiếp tục. Khoa chọn là vị giác và người chơi của chúng tôi không tin. Đây là một sự lựa chọn. Mất vị giác nhỉ? Thường là sẽ mất vị giác đó. Cái đầu tiên khi ăn mì cay là chúng ta sẽ bị mất tiền, vì ăn xong là phải tính tiền. Và cái thứ hai là có thể làm mất người yêu, bởi vì đang nóng giận mà ăn mì cay lên nữa thì cái cơn nóng nó sẽ bốc lên. Nhưng hồi nãy chị Như nói một đáp án mà em thấy gọi là có khả năng sẽ chính xác và hợp lý. Đó chính là mất vị giác ạ. Không tin. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Tại nếu ăn ớt mà bị vị giác thì nó bình thường quá, đâu ai đố đâu, đúng không? Đúng rồi. Nó có thể là thính đó giác. Đó chính là thính giác. Người địa phương khuyên rằng trước khi mạo hiểm hãy chuẩn bị sẵn một xô nước đá và những cốc sữa sô-cô-la. Em đã bị ăn cay đến mất thính giác một lần mà em biết. Em là dạng như ù quá đúng không? Em ăn một ổ bánh mì mà cái cô đó cô bỏ ớt gì em không biết. Tại vì cách đây khoảng 7 năm em là người không biết ăn cay. Cái ớt mà ăn phở đó. Dạ. Em ăn vô rồi cái em uống tất cả mọi thứ nhưng em không nghe được cái gì đó trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và trời, em bị ù ngồi im luôn, em không nghe được. Nghĩa cái gì cái nguy hiểm lắm, cực ăn kỳ. Ăn phở người ta hay bỏ vô đó. Cái ớt ăn xuống ớt một miếng mà. Thôi mà đúng rồi, đúng rồi. Ớt sừng ba tri đó. Hơi xanh xanh vàng vàng. Cái ớt dài dài to to. Đúng rồi, ớt xanh xanh vàng vàng đó. Trời ơi, vậy là vợ em ở nhà ăn ớt dữ lắm. Em nói nó không nghe gì hết. Như vậy là Bảo Hân sẽ ra về với giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Còn chúng ta thưa quý vị bước vào vòng trong cùng Hồ Thanh Phong. Cô
thân mến, đây là vòng cuối cùng của Chọn Ai Đây. Và Hồ Thanh Phong sẽ chọn một vị trí, nơi đó có một số tiền, có thể là 1, 2, 3, 5 hoặc 10 triệu đồng. Chúng ta hiện tại đã có 8 triệu. Nếu trả lời chính xác thì sẽ lấy được số tiền trong phong bì đó luôn. Bây giờ em chọn đúng không? Chọn một vị trí. Hãy chọn anh Lưu Chinh Sâm. Em ơi, dễ quá. Sẽ là người... Chị Vuka chưa chọn luôn hả? Sẽ là người giúp mình trả lời đúng câu hỏi. 10 triệu tới rồi. Quan trọng là... đầu hôm tới giờ chị em ơi. Em sẽ chọn... chị Vuka. Vuka. Câu này khó. Câu hỏi dành cho Vuka như sau: kết tòng là phong tục độc đáo của người dân tộc Tày. Vậy phong tục này nhằm mục đích gì? Kết tòng thì mục đích chỉ là kết hôn thôi. Kết tòng là gia tộc. Gia tộc. Kết tòng này kết tòng kia đó. Kết tòng. Kết tóc thì cũng xem riêng là cũng là mục đích tìm kiếm người yêu. Kết tòng có nghĩa là kết hai gia tộc lại với nhau. Tòng. Kết tòng. Tòng. Kết tòng. Tòng. Tòng hả? Dạ tòng. Tòng cũng là chồng, cũng là tình yêu luôn. Kết tòng có thể là bắt chồng. Giống như là ở người mèo thì là tòng. Bắt vợ đúng không? Tòng là chồng đúng không? Thì kết tòng có thể là bắt chồng đó. Thật ra em nghĩ á, cái chuyện này là cái chuyện phải là kết đôi lứa lại với nhau. Đúng vậy. Cái phong tục này phải kết đôi lứa và lại với nhau. Nhưng mà không biết đây là lễ bắt chồng hay là lễ bắt vợ, hay là lễ đi ra ngoài xã hội rồi tìm vợ tìm chồng với nhau. Phân dân giữa vợ và chồng thì chọn kết vợ chồng đi. Trả lời đi ạ. Là kết vợ chồng kết hôn với nhau. Kết vợ chồng kết hôn. Rồi, kết hôn vợ chồng. Cho đó dễ. Xin hỏi tin hay không? Khó chịu ha, câu này. Thôi ra câu này khó. Mình còn phải đoán nữa mà sao mà người ta tin không? Nhưng 4, mà chị theo cái 3, linh cảm vậy thì chị nghĩ là 2 1 em không tin. Không tin cũng cả. Mời mở phong bì luôn cho máu nè. Một triệu. 10 triệu. 3 triệu. Hết hồn. 3 triệu. Không tin vào Vuka, nếu mình chính xác mình sẽ mang về 11 triệu đồng. Còn nếu như mình không chính xác mang về 8 triệu đồng. Và lựa chọn không tin Vuka là một lựa chọn. Chính xác. Yeah. 11 triệu đồng. Ồ, thành công đã mang về được. Đây, kết tòng trong tiếng Tày có nghĩa là chữ tòng đấy. Chữ tòng trong tiếng Tày có nghĩa là hợp nhau, giống nhau. Đối với người dân tộc Tày, họ rất quý trọng tình cảm bạn bè, anh chị em. Vì vậy kết tòng được sinh ra giống như một sợi dây gắn kết những người bạn, người anh, người chị lại với nhau. À, là bạn bè. Bạn bè nha. Kết giao bằng em đồ đó. Kết giao bằng hũ đồ. Như vậy là hồi đó chiến thắng ngày hôm nay mang về được 11 triệu đồng. Xin chúc mừng Hồ Thanh Phong. Bây giờ chúng ta đi tìm vị trí 10 triệu đồng. Mời tất cả cùng mở nào. Vị trí 10 triệu đồng. Võ Hoàng Yến. Chỉ không ai chú ý tới đấy không? Mà 10 triệu, thấy chưa? Chọn là được rồi. Hôm nay em rất là hay. Nhiều lúc là sắp bị thua rồi nhưng mà cuối cùng lại giành được quyền thắng. Em tưởng đâu em thua rồi, em thắng trong gan tức luôn á. Mà thực chất là thông qua cái chương trình này thì em lại biết hơn thực là nhiều kiến thức nữa. Em đến đây là em đặt lòng tin hết cho tất cả các anh chị. Nhưng mà thí dụ cái nào đúng thì em tin, nào không đúng thì em không tin. Đúng vậy. Đơn giản thôi, mình chơi mình tin hay không tin. Và 11 cảm ơn triệu chị rất nhiều. Mang về. Cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Cảm ơn Hồ Thanh Phong cũng như các bạn chơi đến với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian xem đài, đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình Chọn Ai Đây do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nhãn hiệu tương ớt Chinsu và món ngon bùng vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
từ tiếng Việt của Hoàng Phi dịch qua tiếng Anh nào. Em ơi em trai dễ thương ơi, sáng mai trời sáng á, những ánh nắng chiếu vô mình rồi em kêu anh dậy lúc 7 giờ nha. Nói ít được, nói ít được mà. Khi những ánh sáng chiếu lấp lánh trên tán cây. Quên là những là Penny. Những là Penny. Dạ dạ. Chiếu. Chiếu chiếu. Follow như follow. Vậy hả? Follow. Chiếu. Follow. Follow. Check. Lãng quả. Lãng quả. Lãng lãng quả gì quá tiếng lãng quả. Lãng quả những. Tree. Natural. Natural. You kill me. You kill me. Wake up. Ok. À, thưa quý vị, không phải nghệ sĩ chúng tôi không biết tiếng Anh, mà vì hồi đó không có học.